cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, kính viếng và chia buồn tới gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.